it. Oh, that was good. That was a little scary too. Honey, let's take other video too. I'm not sure I take great video. It's real dizzy because it's turned back like this. Quý khách vui lòng kiểm tra lại toàn bộ tư trang hành lý trước khi rời khỏi khu vực trò chơi. Xin cảm ơn. Please check your personal belongings. How are you? Leaving the area. Thank you. Chúc quý khách có những giây phút thật vui vẻ, sảng khoái.
này sẽ phát triển vĩnh cửu trở lại.
Ha 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 ha!
đúng như một tuổi thơ của mong chú sẽ giúp họ sẽ được thiên tai của quỷ dữ ạ. Ở trên là những tấm da thú, ở dưới là những cặp sừng, đó là thành quả lao động của họ. Có họ tận dụng hết da xương quân sừng của động vật để tạo ra những công cụ lao động cho họ. Ta tạm ghét rồi lại đời sống của người dân dưới đó tại đây. Thân tàu của chúng ta đang di chuyển qua một hang động, đây là vùng đất khai thác vàng do những nhà thám hiểm châu Âu phát hiện ra. Chúng tôi tính tới 11 lan rộng những nhà ngoại quốc đến tu nhân tìm đến đây khai thác vàng mà muốn cho họ một cuộc sống đổi đời tại đây ạ. Bên tay trái chúng ta thấy là chiếc xe vàng để được khai thác theo vận chuyển ra bên ngoài để tiêu thụ. Trong suốt quá trình tham quan miền biển Tây thì chúng ta luôn bắt gặp những cây xương rồng tai thỏ và xương rồng năm cánh. Cây này luôn sống ở những vùng đất khắc nghiệt và khô cằn nhất, cũng như người dân ở đây phải chịu cảnh khó khăn của đời sống cũng như thời tiết. Nhưng họ luôn giữ tinh thần lạc quan và yêu đời. Và chúng ta và cuộc hành trình tham quan miền biển Tây nước Mỹ chúng ta đến đây đã kết thúc. Chúc cho mình có một ngày trải nghiệm thật tuyệt vời tại công viên chủ đề Vinwonder Phú Quốc. I think this is my dead end. This is a story. Yeah.
Little Red Riding Hood. Oh, it's closed. Okay. They're closed already? Yeah, this one. That's okay. No, it keeps going around kind of. This, yeah. Well, yeah, this one closed at 6. Of you? Hey, give me your phone. I'll take pictures of you. Or give me my phone. It's okay, just kidding. Oh, why do like this, huh? Because you were fighting me, like, I was just kidding. Bye.
identify with us. Really? Yeah. I just haven't been over here. Mm-hmm. Select a character. And when we waiting for immigrants, they just check in before us. Oh, they do? What? You did not remember anything. Your point. Oh. How can they know my name? I made you. Allah. This is real or? No, I mean, it is replicas. I can remember them from the day. But you cannot remember anything. Maybe they will back to Thailand with the same fight with us. Oh, why you afraid like that? What's wrong? No. Oh, is it like a red? No. Beat? What? A butt. I don't know that. Eagle eye. See that the course already. Yeah, but they won't let me ride this coaster. This coaster is the fifth coaster here. But it's only as a 50 kilogram weight limit. No, let me longingly stare at the coaster. You like this coaster already?
No, they won't let me ride this coaster. Oh, because it's kids coaster. It has a 50 kilogram weight limit. Oh. This way, honey. It makes a loop. Okay. I'm sad. I want to ride this one. You have to lose your weight. I'm not gonna lose 30 kilograms, honey. You put more. I don't know how much 50 kilograms is, but I don't think I'm gonna get that light. Thank you.
with you. You mark the long. Oh, the okay. Want to shoot things? Because it has the sight line if you want to use the rifle. Six gun. She always kept me covered as I'm
this one, honey. This one? Yeah, because if you line up the sight and the thing. And if you can't be happy, tequila. That's what the ass said. We'll be right back.
Bà bầu đi được nè.
for me first. Okay. Well, we can't come tomorrow because we're going to the safari tomorrow. But I think why you don't change safari for today and win work of changing the for tomorrow. It's because you did not make it tonight, right? Huh? You already know that you come here because of whatever. I did not think it would take this long to get in and out. Thank you.
chuyên chủ đề Beholder School. Công viên chúng tôi xin trân trọng thông báo chương trình biểu diễn vũ điệu Maya sẽ diễn ra trong 15 phút nữa tại khu vực quảng trường Maya của khu thế giới phiêu lưu. Sự tích về một Maya huyền thoại sẽ được tái hiện chân thật, đưa quý khách cùng quay ngược dòng lịch sử để ngắm nhìn các chiến binh thần thông đỏ sức và thể hiện bản lĩnh của mình. Kính chúc quý khách có những phút giây thư giãn vui vẻ tại công viên chủ đề. You want to get wet? No. Oh, okay. Not this time. Đến với công viên chủ đề Beholder School, công viên chúng tôi xin trân trọng thông báo chương trình biểu diễn vũ điệu Maya sẽ diễn ra trong 15 phút nữa tại khu vực quảng trường Maya của khu thế giới phiêu lưu. Sự tích về một Maya huyền thoại sẽ được tái hiện chân thật, đưa quý khách cùng quay ngược dòng lịch sử để ngắm nhìn thần thông đỏ sức và thể hiện bản lĩnh của mình. Kính chúc quý khách có những phút giây thư giãn vui vẻ tại công viên chủ đề Beholder School. Xin chân thành cảm ơn. Legends Maya will be shown again as a backing when we come out of the aquarium, we should probably put more sunscreen on. Okay? No, I cannot put more sunscreen because it's a lot of sweat. If you want to, you can. Okay. When you put sunscreen, the babe, just touch a little bit like this, and then you did not like take a lot of sunscreen and work. They open or not, babe? Why so quiet, lady? I don't know. Anywhere? Hey, honey. Let's go see.
Max, Texas, right? Yeah, he's from Houston. That is his girlfriend. Mysterious Viking mystery. Village. What's my story? Mystery. Viking Village. Chiang Mai is around you, right? 80, right?